Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái hồ cá coi di động 1m nhân 1m6. Cái hồ này thì mình mới thả cá ngày hôm qua các bạn. Thì mới thả cá ngày hôm qua các bạn, thì cái cá này mình cũng thuần rồi mà nó cũng cá to rồi, nhưng mà tại mình mới thả lên cái hồ mới ấy, thì con cá nó còn hơi nhát các bạn. Tại khi thay đổi vị trí của nó thì mình cho nước nhiều liền thì nó cũng hơi nhát, nhưng mà nó vẫn lên ăn các bạn, nhưng mà nó vẫn hơi nhát chút xíu. Thì mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem cái hồ cá này như thế nào. Thì cái hồ này hôm bữa mình mới trồng cây xong thì mình cũng chia sẻ với các bạn rồi. Thì hôm nay sẽ review lại sau một tuần mình trồng, mình chạy lọc và mình ngâm hồ và mình thả cá mỗi ngày hôm qua. Thì cái hồ này, do cái hồ này diện tích là 1m6 thì mình cũng không có thả nhiều cá các bạn. Thì cá ở đây của mình thả những con cá nó cũng khá to rồi, thì mình thả có 9 con thôi. Có những con thì nó dài tới 30 mấy cm các bạn, nên mình thả 9 con đúng không thủy, mình không thả nhiều. Đấy các bạn, thì do trời nó mới mưa, mà trận mưa các bạn, thì cả tuần nay mình cũng không mới thả cá, nhưng mà hôm qua mình không vệ sinh, tấm kính hơi mờ mờ. Và do mình để dưới cái cây bú sữa này các bạn, đây là cây bú sữa này. Thì cái hoa của nó, các bạn thấy cái bú sữa này, hoa nó ra rất là nhiều. Đó, nó đang ra hoa cực nhiều đúng các bạn, thì nó ra hoa nhiều nên nó rụng ngay vào cái hồ này các bạn. Thì nó làm cho nước hồ bị vàng các bạn. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình thì tại sao mà cái hồ cá của mình ấy có lọc và nước vẫn vàng. Thì mình cũng chia sẻ của các bạn là nước nó vàng thì ban đầu cái mình ngâm hồ các bạn. Đó, cái hồ của mình nó chỉ có nên rêu, thì mình ngâm hồ khoảng 10 ngày vẫn chạy lọc bình thường, thì hồ nó sẽ chuyển qua một giai đoạn nước nó hơi bị vàng. Hơi vàng là do cái rêu bắt đầu nó lên các bạn. Thì mới đầu rêu nó lên ấy thì nó sẽ hơi bằng vàng. Đó, rêu thì nó hơi bằng vàng, do ánh nắng chiếu vào thì rêu nó sẽ hơi bằng vàng và nó lên, bắt đầu nó lên vi sinh. Đây các bạn thấy cá lên ăn này. Đó, cá lên ăn đó. Thì sau một thời gian các bạn, thì khoảng gần một tháng sau đó, thì cái rêu nó sẽ chuyển từ màu vàng thành màu đen. Lúc đó nước của bạn thấy các bạn nó sẽ trong veo, nó không còn màu vàng nữa. Màu vàng không phải cho nước vàng mà do cái rêu nó bám ở cái đáy và cái thành hồ nó tạo nên nước vàng các bạn. Nước nó cảm giác vàng thôi chứ không phải là nước vàng. Thì đây mình quay cho bạn xem cái hồ bên này. Đây các bạn thấy cá đứng sẵn này. Hồ này mấy hôm nay mình trả kính hiện giờ thì các bạn có thấy nước nó trong, và nước trong và cái rêu nó chuyển màu xanh này các bạn. Đen xong chuyển màu xanh. Đấy, xanh xong màu đen. Thì nó tạo nước rất là trong. Các bạn nhìn nước thì nó trong, xuống là trong vắt luôn. Còn cái hồ bên này là mới này. Đấy các bạn thấy thì nó sẽ hơi vàng. Đấy, còn hồ này thì cũng được 2 tuần 3 tuần rồi các bạn, thì nó chuyển từ màu rêu vàng qua màu rêu xanh. Đây các bạn thấy này, là do cái tấm kính là mưa nó bắn đất bê tông kia lên. Các bạn thấy nước rêu màu xanh này, đấy, nước trong veo nó lên. Còn hồ của mình mới thì đó, mới một tuần thôi. Thì rêu nó chưa có chuyển sang màu đen, thì nó có cái màu xanh nên cái cảm giác nước hơi vàng. Đó, còn đây mình sẽ quay gần để cho bạn xem. Đó, cá mới thả nó hơi nhát các bạn, nhưng cá rất là to. Đấy các bạn nhá. Có 9 con thôi, cá to lắm. Thì ở đây mình sẽ quay sơ cái núi nhỏ. Đây các bạn, ở đây thì mình có cái núi nhỏ của mình này. Cái rong này hôm bữa lúc mình quay mình có trồng các bạn, mình quay các bạn xem mình trồng tuần trước. Thì hôm nay các bạn có thể thấy này, nó mọc đây. Đây những cái hạt đi đã mọc từ đây, nó rớt xuống nó mọc vào đá này. Thì mình chia sẻ các bạn rồi nè, mình trồng vô thì rất là nhanh, còn nếu các bạn mà để tự mọc tự nhiên thì nó mất từ khoảng 5 đến 6 tháng thì nó bắt đầu nó mọc nhiều các bạn. Còn mình trồng vô thì khoảng 2-3 tuần nó mọc kín luôn. Thì cây mà nên cái tông rêu nó lên rất nhanh thì nó sẽ đẹp. Đó. Ở đây thì mình có đặt một cái lỗ này để tạo cái khói này. Đây này cái thác nhỏ và cái nhà mát nhỏ này, cái nhà mình chát. Đây là ông đi. Thì ông này các bạn có thể thấy so ngón tay mình này. Đó, mình làm xi măng nha các bạn. Rất là nhỏ luôn. Đó, nhỏ xíu thôi. Đó thì mình mới để cho ông đứng trong đây thì nó có tỷ lệ các bạn, nếu mà mình đặt to quá thì nó muốn thật. Ở đây là mình nuôi lớn này. Đây. Lớn này thì các bạn có thể thấy thì đây có một hai ông đang đứng nói chuyện trong cái nhà thứ nhất và một ông đang đi lên. Đó, cầu thang đi lên. Đây có cái đường hẻm núi này. Chính chắc qua núi này, rồi đi xuống này. Đó. Đi xuống đi đây, đi đây. Đấy. Từ núi nhỏ qua núi lớn. Đây mình đặt cái máy khói ở đây. Đây cây hồng mai. Đấy, trong đây mình trồng vô bắt đầu nó đang lên này các bạn. Sau một tuần nó lên kinh khủng luôn này. Đó, nó mọc này các bạn này, nó lan ra này. Nó lan ra mảng đá này. Mà là trên núi thôi. Các bạn để nhiệt nó rất là lâu mọc.
Còn mình trồng vô mọc, quá trời mọc. Đây, các bạn thấy thác nước này. Đó. Nước đặt máy khói vào thì bên kia mình đặt được nha các bạn. Tại vì mình thiết kế mình đặt hai máy khói được luôn. Nếu mà các bạn đặt hai máy khói các bạn bay mù mịt luôn các bạn. Ở đây thì mình có đặt một cái cổng tam quan và một cái dãy ngôi chùa nhỏ bên trong. Đó. Đây cái đồng rêu mình trồng vô các bạn nó bay nó mọc rất là nhanh luôn. Nó mọc kín luôn này. Đấy. Đây, nó mọc. Nó mọc rất là nhanh và nó nhanh đẹp các bạn. Cái lòng trên châu thì đang lên này. Đây thì các bạn có thấy thì mình làm cái núi này thì mình làm ba mặt. Ba mặt để các bạn khi mà các bạn trưng bày á, khi mà khách vô xem á thì mặt bên hông này, đó. Bên hông này, bên hông bên tay trái của mình này, là mình quay lại bên hông tay phải các bạn xem. Thì các bạn không thể không thấy. Không thấy hầm lọc đâu bạn, tại vì hầm lọc mình giấu kín đằng sau các bạn. Đó, thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái thẩm mỹ. Đây, nhớ cái này này. Thấy không? Đó. Nó có thẩm mỹ thì mình nhìn vô nó không có nhiều bạn đến chỗ mình hỏi là cái hồ có hầm lọc, hoặc nhiều bạn đăng xem đăng ký kênh của mình, các bạn xem và hỏi mình thì bảo là cái lọc để ở đâu, có hồ có lọc không mà nước trong vậy. Mình đăng lên cái Facebook của bạn, đăng trang cá nhân đó mà mấy nhóm mấy bạn hỏi là nước trong như vậy thì có lọc không, thì các bạn có thể thấy nè, nếu bạn đứng trực diện hoặc đứng hai mặt đều không thấy lọc, đây mình giấu đi các bạn. Đây bây giờ mình sẽ đặt cái máy khói qua bên này cho bạn xem thử nha. Đây các bạn thấy này, khói nó bay mù mịt nha. Đó, bay mù mịt rất là đẹp. Đang có gió này, nếu không có gió nó bay theo cái dòng nước này nó xa xuống mặt hồ này, nhìn nó mù mịt luôn. Rồi mình sẽ đưa qua cái núi nhỏ các bạn xem thử nha. Đây. Giờ mình sẽ đưa cái máy khói qua cái cầu của núi nhỏ này. Đó. Mình sẽ đưa qua cái cầu này. Đấy. Các bạn thấy không? Chúng ta là mình đưa vòng từ đây qua này các bạn, nhưng tại vì mình tiện tay mình đưa luôn. Đấy các bạn thấy không? Mình đặt chỗ nào? Tại vì cái máy khói này các bạn muốn có khói nhiều, bạn hỏi là tại sao mình đặt khói ít ấy. Các bạn hiểu như vậy này, khi mình đặt máy khói cái nhà xuất người ta đưa ra, nhà xuất ra thì người ta đã hướng dẫn rồi. Người ta có mấy cái phụ kiện á, còn mình đặt mình thiết kế sẵn cho những cái hầm cái hố này các bạn, bọt nước này mình thiết kế sẵn rồi. Vì thì các bạn cần đặt máy vô hàng đúng kích cỡ đúng của cái máy khói rồi. Tại vì cái máy khói mình đặt nông các bạn không đặt sâu được, đặt cách mặt nước khoảng 1 cm hơn 1 cm thôi, các bạn đặt sâu quá là nước nó sẽ không khói nó không có lên, các bạn không phun khói lên được. Nhưng mình các bạn thấy là mình đặt vô cái vị trí nào là khói nó bay mù vị trí đó, tại vì mình đã canh cái cữ nước sẵn rồi, các bạn chỉ việc chơi thôi, không cần phải thêm cái gì cả, chỉ cần đặt máy khói vô là nó bay. Các bạn đặt lên cái nha, đặt lên cái nữa là nó bay mù mịt luôn, bao phê đúng không ạ, bao phê cho cái ấy luôn, cái dòng thác luôn. Tại vì cái dòng thác có khói thì nhìn nó sẽ lung linh và nó huyền ảo hơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Các bạn có cái thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới thì mình sẽ chia sẻ và mình giải đáp cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.